Đây là bài tập đọc thứ 17. Hãy đọc to số 1. You speak too fast. You speak too fast. Bây giờ đến số 2. Please stop it. Số 3. We struck it rich. Hãy thử đọc số 4. We spent a lot of money. Hãy thử đọc từ số 5. Faster. Faster. Lưu ý âm um, er ở cuối từ. Bây giờ bạn hãy đọc từ số 6. Later số 7 I want to eat later hãy đọc số 8 Đây là một cụm từ bạn biết over there over there số 9 is that her sister? Hãy thử đọc số 10. How much per gallon? Per gallon. Bây giờ, bạn hãy thử đọc số 11. It's ten dollars. Lưu ý rằng âm er uh. ở cuối từ cũng là âm nói trên, mặc dù được viết theo cách khác. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 12. Pastor. Một lần nữa, bạn hãy lưu ý rằng âm cuối giống nhau. Hãy đọc số 13. This is major. Major. Số 14. Not minor số 15 Walter is a coal miner. Lưu ý rằng các từ cuối cùng trong số 14 và 15 được phát âm hoàn toàn giống nhau. Hãy đọc liền hai từ này trong số 16. miner miner Bây giờ, bạn hãy xem số 17. Hãy nghe và nhắc lại. First Street First Street Chú ý đến đâm này ở giữa từ First. Hãy đọc lại số 17. First Street Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 18. Dirt Từ sau đây cũng có âm này. Hãy đọc số 19. Burn. Số 20. Turn left. Turn left. Số 21. Our girl is thirsty. Our girl is thirsty. So hi mi high She'd like some water. She'd like some water. Bài tập đọc thứ mười bảy đến đây là hết.